Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Lâm và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng ạ. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát. Em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó vợ hả? Dạ không. Trời đất ơi. Hôm nay coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười túng tím. Sao vậy? Nghe chưa có bạn trai khoái nha. Quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi. Rồi, nhưng mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Rồi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào? Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. À, em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mụ mĩ một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị. Dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ? Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được chắc là phải ghen nữa chứ. Nếu không ghen thì cũng mất thương vị rồi. Đúng rồi. Đến xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai kìa nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Không, bậy bậy. Tại em chưa hôn lần nào thôi. Phải từ từ. Dạ, chứ cô thì thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có
không biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà không em có được sao? Không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hên quá, đâu xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng có vậy ơi. Quá mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng, mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ, chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chùa trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi được rồi, cô này là cổ chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Tuyết à. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ cái anh này. Thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá đông nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha, để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Có món quà tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi, đọc lên cho mọi người nghe chứ. À, tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Chết cha. Vậy là ôi, danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Tay à. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em, tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà trong chắc là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống khoảng 2-3 chai là anh say rồi. Không sao đâu. Có gì em cũng được. Vậy là em nhậu dữ lắm được hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa, thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng, tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không, giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì tất nhiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên.
Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa, mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên, để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Không, phải hôn đó. Thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Thái quá chừng. Trúng chưa, trúng chưa Toàn? Trúng, trúng, trúng. Trúng rồi hả? Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Đi xem phim nha, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy tạo cảm giác nhau an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi.